sử dụng điện thoại thông minh dòng Galaxy của hãng Samsung đang xôn xao khi cách đây hơn một chục ngày, một lỗ hổng bảo mật trên dòng sản phẩm Galaxy Note 2 và Galaxy S3 của Samsung được công bố bởi một số chuyên gia tại Anh với lời khuyến cáo là kẻ gian có thể dễ dàng vượt qua cả chức năng khóa máy, khóa màn hình, dễ dàng sử dụng được chiếc điện thoại và đương nhiên có thể sở hữu được toàn bộ cơ sở dữ liệu của chủ nhân đang có trong máy, ví dụ như là danh bạ, hộp mail, số liệu về tài khoản hay thẻ tín dụng. Chính vì thế mà trong ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới đây chuyên gia về an ninh mạng, anh Vũ Ngọc Sơn đến từ công ty an ninh mạng BKV để tìm hiểu thêm về những vấn đề này. Đặc biệt là chuyên gia sẽ đưa ra các biện pháp giúp cho hàng triệu người tiêu dùng đang sử dụng hai sản phẩm Galaxy Note 2 và Galaxy S3 có thể tự bảo vệ của mình. Nhưng trước tiên thì xin mời anh Sơn cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi đoạn clip sau để biết thêm thông tin về lỗ hổng bảo mật này. Theo thống kê chưa chính thức, thì tại Việt Nam hiện nay có hàng trăm nghìn người tiêu dùng đang sử dụng hai dòng sản phẩm Galaxy Note 2 và Galaxy S3 của Samsung. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng trăm nghìn người dùng cũng có thể đối diện với nguy cơ bị ăn cắp thông tin, bị các đối tượng xấu lợi dụng các dữ liệu như danh bạ, hộp mail, thông tin về tài khoản cá nhân, thẻ tín dụng, các mối quan hệ riêng tư. Thông qua Emergency Call, tính năng gọi điện khẩn cấp mà hãng Samsung đã cài đặt thêm trên nền hệ điều hành mã nguồn mở Android của dòng máy này, người sử dụng trái phép có thể truy cập vào màn hình chính của điện thoại, kích hoạt các ứng dụng như danh bạ gọi điện hay tin nhắn mà chủ nhân không biết, xem trộm hầu hết các thông tin cá nhân trên máy. Theo BKV, các kỹ sư của Samsung đã mắc lỗi logic khi lập trình tính năng của gọi khẩn cấp ECE, khiến cho lỗ hổng bị bộc lộ khi một tổ hợp phím đặc biệt được bấm. Còn trao đổi với phóng viên bản tin tài chính, đại diện Samsung tại Việt Nam cho biết hiện tại trách nhiệm trả lời về kỹ thuật lỗ hổng này của Samsung chỉ thuộc tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc. Đại diện của Samsung Vina thì cho rằng trách nhiệm trả lời sẽ thuộc về tập đoàn Samsung tại Hàn Quốc, còn không biết là các tư vấn viên tại Việt Nam sẽ nói gì khi mà ngày họ vẫn đang phải tiếp thị với người tiêu dùng về những tính năng vượt trội của loại điện thoại thông minh này. Thông tin này thì em cũng chưa nắm bắt rõ lắm, tại vì khách hàng mua sản phẩm của bên em thì chưa thấy khách hàng họ phản ứng về cái vấn đề lỗi này. Còn ngoài ra thì nếu như vấn đề lỗi này nó có xảy ra thì bên em sẽ có bản cập nhật để vá lỗi và để khách hàng dùng cho nó thoải mái nhất. Nếu như xảy ra lỗi này thì nó cũng là một vấn đề đáng khó khăn cho khách hàng khi sử dụng này mà để người khác cập nhật vào máy. Vâng, giá thành của một chiếc điện thoại thông minh như là Galaxy S3 hay là Galaxy Note 2 là không hề nhỏ. Và đối với người tiêu dùng thì họ mong muốn sẽ có được một sản phẩm xứng đáng với đồng tiền mà mình đã bỏ ra. Nhưng theo khảo sát nhanh của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay thì không nhiều người biết rõ về nguy cơ mình sẽ gặp phải khi mà sử dụng chiếc điện thoại Galaxy S3 hay là Galaxy Note 2 này. Nếu như đúng mà xuất hiện những lỗ hổng bảo mật và người khác có thể xem tin trên máy mình ấy, thì thực sự rất đáng lo ngại. Vì hiện nay smartphone gần như là thay thế hết cho cả máy tính các thứ của em. Và em dùng để truy cập vào Gmail này, Facebook và thậm chí là ngân hàng, giao dịch online, thì là thông tin thực sự rất đáng lo ngại. Nếu mà phát hiện ra một lỗ hổng như thế thì em muốn là bên Samsung sẽ hỗ trợ làm sao để khắc phục cái lỗi đấy và đảm bảo được an toàn thông tin của chính cái người dùng. Có lẽ là nhà sản xuất nên có thông báo đến những người dùng lỗ hổng này hoặc là gửi bản cài đặt cập nhật gì ấy cho người dùng sớm nhất có thể. Chắc là em sẽ tìm hiểu một số cái phương án bảo vệ cho cái máy điện thoại của mình, tìm kiếm những cái thông tin mà có thể tự mình có thể giống như là ví dụ như là cài đặt một số phần mềm bảo vệ lên cái máy điện thoại của mình để mong là cái thông tin của mình ở trong điện thoại không người ta sẽ không lấy được nữa. Vâng, thưa ông Vũ Ngọc Sơn, như vậy là ông có thể thấy rằng người tiêu dùng bản thân họ khi sử dụng thì cũng không thể lường trước là nó có những cái lỗi như thế trong phần mềm của chiếc điện thoại thông minh. Vậy thì qua quá trình nghiên cứu về lỗ hổng bảo mật này thì ông có thể nói rõ là máy điện thoại Galaxy có thể bị truy cập như thế nào không ạ? Và có phải là cứ mất máy thì chúng ta mới có nguy cơ bị mất dữ liệu không ạ? Các cái điện thoại Samsung Galaxy S3 và Note 2 đều hỗ trợ cái chế độ khóa màn hình, tức là dùng mật khẩu hoặc là vẽ một cái hình vẽ hoặc là dùng nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên thì nếu như mà điện thoại rơi vào tay một cái người xấu thì họ hoàn toàn có thể vượt qua được các cái lớp khóa này bằng các cái thao tác rất là đơn giản, là sẽ bấm vào cái cuộc gọi khẩn cấp mà Samsung đã cung cấp, sau đó thì sử dụng một cái tổ hợp phím, và khi mà bấm cái tổ hợp phím này thì ngay lập tức là họ có thể truy cập được vào trong cái màn hình chính của điện thoại, và khi đó thì có thể từ đó để
truy cập vào các cái ứng dụng khác ở trên điện thoại. Vâng, những cái thao tác nó rất là đơn giản để có thể truy cập được vào cái chiếc điện thoại này. Vậy thì theo ông thì hệ quả của cái việc là khi chúng ta bị những kẻ xấu truy cập vào cái điện thoại này là như thế nào ạ? Rõ ràng là điện thoại thì chứa rất là nhiều các cái dữ liệu quan trọng của người sử dụng. Và khi mà kẻ xấu có thể truy cập vào thì ngoài những cái dữ liệu mà kẻ xấu có thể nhìn thấy ngay, đấy là những cái lịch làm việc, những cái thông tin quan trọng ở trong tin nhắn hay là danh bạ điện thoại, thì kẻ xấu cũng có thể cài đặt thêm các cái phần mềm theo dõi điện thoại. Và điều này thì rất là nguy hiểm, bởi vì khi mà đã cài được cái phần mềm theo dõi lên điện thoại thì kẻ xấu hoàn toàn có thể theo dõi được tất cả cái hành động của người sử dụng, như là gọi điện hay là nhắn tin. Và như vậy thì rất là mất tự do về cá nhân. Vâng, như vậy có nghĩa là không phải là tôi mất điện thoại thì tôi mới lo cái việc là mất dữ liệu đúng không ạ? Mà đơn giản là nếu như có một người nào đó với ý đồ xấu mà cầm điện thoại của chúng ta lên và dùng những cái thao tác như là ông đã nói thì cũng có thể xâm nhập và lấy được những cái dữ liệu của chúng ta. Và điều này thì cũng cảnh báo cho người sử dụng là không phải khi chúng ta mất điện thoại chúng ta mới lo lắng, mà vì cái lỗ hổng phần mềm này mà có thể là cái điện thoại của chúng ta để trên mặt bàn thôi cũng có thể nguy hiểm đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta đã có những cái giải pháp gì để có thể vá lỗi được cái bảo mật này chưa? Và cái liệu những cái giải pháp đó có khắc phục một cách triệt để không thưa ông? Và một cái điều mà người tiêu dùng rất là quan tâm là cái chi phí liệu có tốn kém hay không? Và anh có thể cảnh báo người dân như thế nào? Hiện nay thì hãng Samsung là chưa đưa ra được cái bản cập nhật cho cái lỗ hổng này. Và hiện nay thì người sử dụng nếu như mà đang sử dụng Samsung Galaxy S3 hay là Note 2 thì rõ ràng là phải cần hết sức là cảnh giác, luôn luôn phải mang cái điện thoại theo mình. Chúng tôi cũng đã cập nhật cái công nghệ để có thể chặn được cái lỗ hổng này vào trong cái phần mềm miễn phí BKV Mobile Security. Thì người sử dụng có thể tải cái phần mềm này hoàn toàn miễn phí từ kho ứng dụng của Google Play hay là từ website của BKV. Và khi mà cài phần mềm miễn phí của chúng tôi vào thì có thể là ngăn chặn cái việc là những cái xấu có thể thông qua cái lỗ hổng này để truy cập vào điện thoại. Vâng, thực sự đấy là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng rất là quan tâm. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.